Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Giá vàng SJC hôm nay 24 tháng 6 vẫn duy trì mức 76,98 triệu đồng một lượng. Đây là mức giá vàng SJC hấp dẫn nếu so với những thời điểm tăng giá mạnh trước đây. Theo các chuyên gia, người mua vàng dễ vướng lỗi mua vàng quá mức khi thấy giá vàng SJC giảm mạnh. Vàng là khoản đầu tư tốt nhưng chỉ nên chiếm trong danh mục đầu tư từ 5 tới 10%. Nguyên nhân, vàng là tài sản không tạo ra dòng tiền mà chỉ chờ giá lên. Điều này có nghĩa rằng nếu giá không đổi, tài sản là vàng cứ đứng yên. Thậm chí giá vàng đảo chiều đi xuống, người mua vàng có khả năng bị lỗ nặng. Khi giá vàng SJC giảm mạnh, nhiều người cảm thấy cần phải mua ngay vì bị tâm lý FOMO và hiệu ứng đám đông mà không xem xét kỹ lý do đầu tư. Nếu vàng tăng giá mạnh, khoản đầu tư này có hiệu suất cao nhưng chưa chắc đạt được lợi nhuận tối ưu. Bởi vì dùng hết tiền vào vàng, bạn có thể bỏ mất cơ hội đầu tư vào loại tài sản khác đang có giá và lợi nhuận hấp dẫn hơn. Các chuyên gia cũng khuyến nghị đầu tư vàng theo cách đa dạng hóa danh mục đầu tư và giữ tài sản an toàn trước những rủi ro như lạm phát và biến động thị trường. Ngoài ra, người mua vàng cũng cần lưu ý mua vàng theo cách nắm giữ dài hạn, chứ đừng lướt sóng hoặc giao dịch trong thời gian ngắn. Giá vàng thường chỉ tăng mạnh theo thời gian tính bằng con số 5. Chưa kể giá vàng SJC lúc này còn bị ảnh hưởng bởi chính sách nhà nước và giá vàng thế giới, nên sẽ rất khó để biết rõ xu hướng tăng giảm của giá vàng SJC. Giá vàng thế giới hôm nay 17 tháng 6 chạm mức 2.322 USD trên ounce, tương đương 71,96 triệu đồng một lượng. Theo Gold Price, người mua vàng và nắm giữ trong một tháng qua đang lỗ đến 95 USD trên ounce, tương đương 3 triệu đồng một lượng. Theo giới phân tích, hiện người mua vàng cần phải xem xét hàng loạt các yếu tố để có quyết định giao dịch vàng chính xác. Chẳng hạn, người mua vàng cần theo dõi báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ sẽ được công bố vào ngày mai và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ vào giữa tuần này. Hai báo cáo này sẽ ảnh hưởng đến giá vàng. Nếu đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên và doanh số bán lẻ giảm sẽ làm tăng kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ. Lúc này, giá vàng sẽ ở vị thế tăng trưởng tốt. Theo CME Group, 98% giới chuyên gia được phỏng vấn đang dự báo Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Giá vàng SJC hôm nay 17 tháng 6 đang bán ra thị trường là 76,98 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới là 5,02 triệu đồng một lượng. Sáng 4 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước bán vàng cho 4 ngân hàng thương mại Vietcombank, BIDV, Agribank và Vietinbank của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC với giá 77,98 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá bán của ngày hôm qua 1 triệu đồng mỗi lượng. Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện theo lộ trình thu hẹp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới. Như vậy, so với phiên giao dịch chiều qua, thời điểm kích hoạt giải pháp bán vàng trực tiếp cho người dân thông qua 4 ngân hàng thương mại và SJC, giá vàng miếng đã rơi thêm 1 triệu đồng mỗi lượng. Sáng nay, giá bán vàng miếng tại 4 ngân hàng thương mại và SJC là 78,98 triệu đồng một lượng, thấp hơn hôm qua 1 triệu đồng một lượng. Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố giá bán, SJC đã cập nhật giá mua bán vàng miếng mới trên bảng điện tử lúc 10 giờ 15 ngày 4 tháng 6, được niêm yết mức 77,48 đến 78,98 triệu đồng một lượng, thấp hơn 1 triệu đồng ở chiều bán ra và giảm 500.000 đồng ở chiều mua vào so với cuối chiều qua. Như vậy, doanh nghiệp này không chỉ giảm giá bán mà chênh lệch giữa giá mua và bán cũng được đơn vị này thu hẹp xuống còn 1,5 triệu đồng, thay vì mức chênh lệch 2 triệu đồng phiên giao dịch trước đó. Tính từ ngày 29 tháng 5, thời điểm Ngân hàng Nhà nước công bố thông tin sẽ bán vàng qua 4 ngân hàng thương mại nhà nước, chênh lệch giá vàng đã giảm từ mức chênh lệch lên đến 26% so với giá vàng thế giới xuống còn khoảng 11% vào sáng nay. Bởi hiện nay, mỗi ounce vàng tính theo giá quy đổi đang có giá 72 triệu đồng. So với mức giá này, giá vàng miếng hiện đắt hơn, chưa tới 7 triệu đồng một lượng, mức chênh lệch thấp kỷ lục trong nhiều tháng trở lại đây. Bà NHT, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, vào đầu tháng 5, sổ tiết kiệm ngân hàng vừa đến thời điểm tất toán, thấy lãi suất thấp, tôi định đi mua vàng miếng SJC. Vì thấy từ đầu năm đến nay, loại tài sản này tăng giá. Thế nhưng, khi nghe nhân viên SJC báo giá bán lên tới 90,2 triệu đồng một lượng, tôi không mua nữa vì sợ đu đỉnh. Đến hôm qua, khi nghe vàng miếng giảm mạnh về gần 80 triệu đồng, tôi quyết định mua ngay vì sợ giá sẽ tăng trở lại do giá vàng thế giới được dự báo sẽ còn đi lên. Nhưng đến sáng nay, mỗi lượng vàng đã giảm 1 triệu đồng. Vậy là với 4 lượng vàng mua chiều qua, đến sáng nay tôi lỗ 4 triệu. Tiếc quá vì ai cũng sợ vàng miếng SJC giảm nhất thời rồi tăng ngay.
Những ai sốt sắng chạy đi mua vàng chiều qua như tôi thành ra bị mua hớ, bà T bày tỏ tiếc nuối. Tuy nhiên, bà T cũng tự an ủi, mức lỗ đó chẳng thấm tháp gì, bởi nếu quyết định xuống tiền vào thời điểm 90,2 triệu, đến nay 4 lượng vàng sẽ bị lỗ tới 40 triệu đồng. Trái với đà lao dốc của giá vàng miếng SJC, các loại vàng nhẫn tròn trơn, vàng 24K tăng thêm 100.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, neo giá mua bán phổ biến ở mức 73,5 đến 75,1 triệu đồng một lượng. Bà Phùng Nguyễn Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết, khách hàng khi đến Vietcombank mua vàng miếng SJC sẽ được xếp hàng theo thứ tự và mua vàng theo quy định của ngân hàng. Trường hợp khách hàng mua khối lượng quá lớn, số lượng tồn kho không đáp ứng đủ thì ngân hàng sẽ hẹn khách hàng vào buổi làm việc tiếp theo. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, qua phiên đầu tiên bán vàng miếng trực tiếp cho người dân từ các chi nhánh Ngân hàng Thương mại Nhà nước và công ty SJC, thị trường vàng đã đón nhận những tín hiệu tích cực. Thứ nhất, giá vàng miếng SJC mua và bán trong ngày giảm. Theo đó, trong chiều qua, giá bán vàng miếng tại Ngân hàng Thương mại Nhà nước và công ty SJC bán ở mức 79,98 triệu đồng một lượng. Đến sáng nay ngày 4 tháng 6, mức giá bán tiếp tục giảm thêm 1 triệu, xuống 78,98 triệu đồng một lượng. Điều này phù hợp và đạt mục tiêu của giải pháp, phát huy được vai trò bình ổn và thu hẹp dần khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới. Các tín hiệu tích cực trong những ngày qua và kết quả ngày đầu tiên thực hiện giải pháp sẽ tiếp tục tác động tốt đến thị trường và hiệu quả chính sách. Thứ hai, việc tổ chức bán vàng miếng SJC của các chi nhánh Ngân hàng Thương mại Nhà nước đang được thực hiện tốt. Mặc dù thời gian chuẩn bị cho hoạt động này rất ngắn, song đã cho thấy khâu tổ chức và vận hành chuyên nghiệp với sự chủ động cao, sắp xếp hợp lý từ khâu tiếp khách hàng, giao dịch và thực hiện bán theo quy trình đến công tác thông tin tư vấn được tổ chức tốt. Qua đó đã đáp ứng nhu cầu khách hàng nhiều hơn so với kế hoạch chuẩn bị. Ngày đầu tiên cơ bản hoạt động bán vàng diễn ra bình thường và phản ánh sự chuyên nghiệp trong tổ chức, triển khai thực hiện. Qua ngày đầu tiên thực hiện giải pháp, các ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC đã rút được nhiều kinh nghiệm và sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hoạt động này. Đặc biệt là các quy định về chế độ hóa đơn chứng từ, quy định về phòng chống rửa tiền, về mở tài khoản và thanh toán qua ngân hàng. Từ đó người dân thuận lợi trong giao dịch mua bán vàng miếng cũng như thực hiện đúng quy định pháp luật có liên quan. Với giải pháp này không chỉ đạt được mục tiêu bình ổn thị trường, thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới mà còn tạo thị trường minh bạch và hoạt động hiệu quả, ổn định, góp phần hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội, ông Lệnh nhấn mạnh. Bà Lê Thúy Hằng, Tổng Giám đốc công ty SJC khuyến cáo, người dân cân nhắc lựa chọn lúc mua và lúc bán để tránh những thiệt thòi không đáng có. Hiện nay, số lượng giao dịch là theo nhu cầu khách hàng. SJC có thể cung cấp các yêu cầu mua và bán theo mức giá hiện nay và tương tác cùng các ngân hàng thương mại giữ mức ổn định theo quy định. Một chuyên gia về ngành vàng nêu quan điểm, vẫn còn quá sớm để nhận định về giải pháp này của Ngân hàng Nhà nước sẽ tác động ra sao đến thị trường vàng miếng, bởi các bước điều chỉnh giảm giá vàng miếng đang diễn ra một cách đều đặn, phiên sau thấp hơn phiên trước. Chúng ta cũng cần phải chờ đợi xem số lượng vàng miếng mà Ngân hàng Nhà nước cung ra thị trường trong thời gian tới là bao nhiêu. Hôm nay ngày 3 tháng 6, ngày đầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện giải pháp bán vàng cho người dân thông qua 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, ghi nhận từ thị trường cho thấy lực mua cao hơn lực bán. Tuy nhiên hôm nay không xuất hiện những người mua vàng với số lượng lớn mà chỉ lẻ tẻ vài ba lượng. Lúc 14 giờ tại ngân hàng Agribank chi nhánh số 2 Nguyễn Thái Bình, quận Nhất, lượng khách hàng xếp hàng mua chỉ khoảng 20 người. Phần lớn những khách hàng đến đây đều mua với số lượng 1 đến 2 lượng. Tương tự tại công ty vàng bạc đá quý ngân hàng Vietinbank ở 93 Hàm Nghi, quận Nhất, sức mua khá tương đồng. Được biết, trong chiều nay tại Agribank chi nhánh số 2 Nguyễn Thái Bình tiếp nhận 100 lượng vàng miếng SJC từ chi nhánh đầu mối, còn tại chi nhánh Vietcombank số 5 Mê Linh, quận Nhất được nhận 150 lượng. Tương tự, công ty vàng bạc đá quý ngân hàng Vietinbank, Vietinbank Gold and Jewelry cũng được phân phối 150 lượng vàng. Trao đổi với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh về sức mua của người tiêu dùng trong phiên chiều nay, lãnh đạo ngân hàng Vietcombank cho biết lượng người đến mua vàng tại một số chi nhánh được chọn lựa có sự phân hóa rõ rệt. Với chi nhánh tại khu vực trung tâm thì lượng khách đến mua đông hơn, còn những chi nhánh xa trung tâm lực mua yếu hơn. Đến gần cuối giờ chiều vẫn có chi nhánh báo về hệ thống là còn dư hàng. Trong khi đó, tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất, lượng khách hàng đến mua rất đông. Đáng chú ý, trong khi các chi nhánh của 4 ngân hàng thương mại nhà nước được chọn để bán vàng miếng không giới hạn số lượng vàng được mua, thì tại SJC, mỗi khách chỉ được mua tối đa 3 lượng. Đối với vàng nhẫn tròn trơn, do nguồn cung nguyên liệu đã quá cạn kiệt nên mỗi khách hàng chỉ được mua 1 chỉ.
Đến cuối giờ chiều nay, mỗi lượng vàng miếng được mua vào với giá 77,98 triệu đồng và bán ra ở mức 79,98 triệu đồng, giảm 3.020.000 đồng một lượng so với cuối phiên hôm qua. Sau 4 ngày trượt dốc, hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm hơn 10 triệu đồng và dự báo sẽ còn tiếp tục rơi khi Ngân hàng Nhà nước vẫn đang tăng nguồn cung vàng miếng SJC ra thị trường. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.